Chúc Trương và Tâm Trần xin kính chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc của chúng tôi. Nếu như mà quý vị khách hàng nào mà có nhu cầu về mua bán nhà, các cơ sở thương mại, income property, townhouse, condo hay hoặc các vacant land, xin được gần ngại gọi cho Chúc Trương hoặc Thông Trần tại 714-717-3691. 714-717-3691. Chủ trương của Thông Trần và Chúc Trương uy tín, tận tâm, nhanh chóng và nhất là mang sự hài lòng và an tâm cho quý vị. Nhất là hiện tại thời gian địa ốc rất là khó khăn. Nếu quý vị nào mà đang đi tìm một người agent nào có kinh nghiệm và đủ khả năng để lèo lái mua bán cho quý vị, mua với giá thấp và bán với giá cao, thì quý vị cho Thông Trần và Chúc Trương một cái cơ hội để phục vụ cho quý vị. Và Thông Trần và Chúc Trương lấy lệ phí rất là thấp cho cộng đồng người Việt Nam của mình. Chúc Trương và Thông Trần là Real Estate Broker làm việc 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, ở Ventura và ở San Diego. Là quý vị nếu như quý vị có nhu cầu thì cứ liên lạc với chúng tôi 24/24, 7 ngày một tuần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị. Để không mất thời gian, Chúc Trương và Thông Trần cũng thật sự lúc nào chúng tôi cũng muốn cập nhật những cái tin tức hay hoặc những tình hình địa ốc rất là hot, rất là nóng bỏng cho quý vị tham khảo, rồi chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Thật sự đó là cái như quý vị biết là tháng 7 này, ở Viện Dự trữ Liên bang cũng tuyên bố là sẽ lên tiền lời nữa quý vị, đúng không? Thì ngày hôm qua là ngày thứ tư, đúng không? Thì thứ tư của tháng 7 thì họ cũng đã lên phương lời là 0.75, coi như là gần 1 chấm ha. Có nghĩa nói vui là họ giữ lời hứa đó. Là họ đã lên, quý vị đã lên phương lời rồi. Thì cái chủ đề của ngày hôm nay đó, chúng tôi đưa ra đó là interest rate lại tăng thì có ảnh hưởng đến buyer hay không. Thì cái lý do tại sao cái vấn đề này chúng tôi đặt ra, tại thường quý vị đều biết cái interest rate nó tăng lên thì đương nhiên nó ảnh hưởng đến cái mortgage của cái người buyer. Nhưng mà cái lần này để xem mình mổ xẻ thử những gì mà họ tăng cái interest rate mà chính phủ họ tăng lên á, cái lần này đó thì ảnh hưởng có ảnh hưởng hay không, mà nếu có thì ảnh hưởng như thế nào, còn nếu không á thì nó sẽ ra sao, đúng không nè? Thì cái phần hôm nay thì xin có gì quý vị sẽ nghe thử, gần giống như tìm hiểu coi Thông Trần giải thích cái vấn đề hôm nay là cái interest rate lần này lên đó thì ảnh hưởng như thế nào đến bay không? Thì theo Thông thì theo cái ý kiến của Thông thôi nha, thì nếu mà Thông sai thì cứ bỏ qua, còn nếu mà đúng thì này là kinh tâm sự là mình cái sự hiểu biết của Thông sao thì Thông chỉ giải thích cho quý vị nghe vậy thôi. Thì mỗi người mỗi cái nghĩ cái khác nhau, mỗi cái knowledge khác nhau. Ok, bây giờ về thông trở lại á, là cái tiền lời hiện tại tiền lời nó tăng. Tại sao tiền lời nó tăng? Cái chủ yếu tiền lời nó tăng hiện tại là nó chỉ muốn giảm lại cái lạm phát thôi. Cái chủ ích mục đích của tiền lời tăng là vậy. Ha. Và nói cái thứ hai nữa, nhà băng cho quý vị mượn tiền, cái nguồn chính tiền của nhà băng là từ đâu? Là từ chính phủ, đúng không? Ok, là cái đó. Bây giờ á, một Fed tăng lên tiền lời mà không muốn bị suy thoái kinh tế thì Fed phải điều đình với nhà băng. Ok, bây giờ tôi tăng tiền lời lên 0.75 nữa thì quý vị cứ tăng cái gì, cứ quý vị ăn, quý vị có thể tăng home equity loan và credit card và cái credit line, thì mấy cái đó quý vị cũng nói chung là cái short term á, thì quý vị có thể tăng. Nhưng tôi chỉ yêu cầu quý vị là đừng tăng cái tiền lời của nhà cửa mortgage. Tại vì á, nếu mortgage rate đó có nghĩa là chính phủ muốn cầm hãm, mà nhưng nếu mà tăng lên cái mortgage rate á liền luôn á thì nó sẽ 100% sẽ bị suy thoái kinh tế và kinh tế sẽ sụp đổ liền lập tức. Tại vì á,
cái mortgage á, nó rất là quan trọng với cái kinh tế của nước Mỹ. Mà mortgage mà xuống là không có đường nào mà đỡ hết. Nên họ vẫn tăng nhưng họ điều đình. Ok, giờ nói với lại nhà băng. Ok, nếu anh cho tôi mượn lời mà tôi không tăng lên á thì sao tôi sống nổi? Ok, thì không nói theo ý nghĩ của thông thôi, đúng hay sai tôi không biết. Mà nhưng thì nhà băng thì Fed thì đã nói ok, bây giờ tôi đã cho mấy anh tăng lấy mấy kia thì một cái này á thì mấy anh bớt đi, bây giờ tình hình đang khó khăn, nếu mấy anh mà tăng nữa mấy anh chết tôi cũng chết, thì hai người đều chết. Chẳng thà trong thời gian này khó khăn anh phải bó bụng một chút xíu, cũng như mình ăn bớt chút xíu mà mình vẫn còn sống, còn survive, cũng vẫn còn sống. Ok, thì cái đó thì hai bên đều điều hành được. Mà quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà nhà băng tăng lên tiền lời của mortgage loan, người mà bị hết nhất, người bị tổn hại nhất cũng là nhà băng. Nếu mà tăng lên vậy, bây giờ mấy cái video trước thì Thông cũng nói với vị là những người apply cái loan càng ngày càng ít rồi, chỉ lên lời mấy cái trước thôi mà càng ngày càng ít hơn nữa. Mà nếu mà tăng nữa là người ta không mượn luôn, thậm chí bây giờ mấy người investor là người ta đứng luôn, ta không có mượn nữa, đúng không? Ta không mượn nữa. Bởi vậy bây giờ nhà băng á lại có tiền rất nhiều. Nhà băng hiện tại mà dư cũng như inventory á, là tiền kích trữ của họ vẫn còn nhiều. Bây giờ mà cái tiền đó mà để đứng một chỗ á thì tiền chết. Mà phải chạy, nếu chạy nhanh á thì mình ăn nhiều, chạy ít thì mình vẫn có ăn. Cũng như nó cũng như một cái máy, nó phải chạy. Bây giờ nhà băng á, ok, bây giờ tôi tiền nhiều quá, bây giờ nếu mà tôi raise lên á thì không ai mượn, mà còn nếu tiền lời cao thì không hấp dẫn cho người mua, người mượn loan thì họ sẽ không mượn. Ok, họ vẫn willing step back một xíu, họ vẫn cho interest thấp, rồi họ lấy chẳng thà lấy ít còn hơn chết, đúng không? Cái đó là một phần của nhà băng. Thì bây giờ á, quý vị cứ nghĩ là nhà băng mà đây á, ai cũng không mua, nhà cửa thì sụp đổ. Thì một nhà băng á, mà nó mà sụp đổ là một là kéo hết cái kinh tế dã man luôn á. Quý vị cứ nhớ là cái năm 2007, 2008 không, Countrywide sụp đã kéo một cái nhà băng sụp thôi mà kéo biết bao nhiêu mà là kinh tế xuống. Giờ mình nói cái điều đó xong. Ok, bây giờ mà nếu mà thử mà cái tiền mà họ interest rate đó thì không có người mượn thì người ta không có tiền lời. Nếu người ta không có tiền lời, người ta sao trả được cái, sao run được cái một cái company, một cái company đó phải có tiền để chi trang trải chi phí, tiền rent, tiền mặt, tiền nhân công, tiền này tiền nọ, đúng không? Bây giờ bắt buộc thôi, bây giờ họ bấm bụng, họ ray hết mấy cái kia, còn tiền mortgage họ sẽ không có ray. Thì có nghĩa là giống như cái ý Thông Trần nói, có nghĩa là bây giờ cái tiền họ có trong tay, đáng lẽ là thường cái tiền nó phải ra vô dòng dòng thì đó, họ lấy cái tiền giống như tiền lời, đúng không, để họ invest mà họ kiếm tiền lời, họ là cái người chủ nợ, họ muốn bung tiền ra để họ cho người khác mượn để họ sống bằng cái interest rate, là cái phân lời, cái tiền lời mà người ta trả lại cho họ. Mà nếu như họ lên cao quá, trong lúc cái thời điểm này cái giá nhà đang cao quý vị, mà phân lời cũng quá cao, nó mà cao tới cái mức mà giống như khỏi cái tầm mà cái tầm người mua đó trả nổi cái mortgage, đâm ra người ta sẽ ngưng, người ta không mua nữa, không ai mượn, thì cái tiền của họ ứ động đó làm gì, vừa mất giá mà vừa không
không có kiếm thêm thêm tiền lời, không có sinh lợi cho họ, họ không muốn như vậy. Chẳng là họ vẫn bung ra, họ vẫn cho, mặc dầu là federal đưa ra đó là lên 0.75, nhưng đối với họ thực tế ở ngoài họ không có muốn tăng lên tới mức như vậy. Họ vẫn là cái phân lời mà giống như là tương đối để cho cái người mượn tiền đó họ handle nổi, có nghĩa là họ trả nổi, họ mượn nhưng họ trả nổi, thì có nghĩa là thay vì ăn nhiều quá thì người ta nói ăn ít no dai, quý vị ăn từ 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 thôi, nhưng mà rốt cuộc mình vẫn có vô. Thay vì mình bán quá mắc thì giờ mình bán rẻ một chút, đúng không? Thì người ta thấy ô cái chỗ này nó bán rẻ quá thì ai cũng bu lại hết, thì rốt cuộc cái ông đó ổng lại đắt hàng hơn là cái người bán mắc không bao giờ giảm giá, đúng không? Người này vô ô cái ông này ổng rẻ thì mình sẽ bán được theo cái số lượng nhiều, mặc dầu mình bán mỗi một cho một người đi, mỗi một người khách hàng mình chỉ lời có một đồng thôi, giả sử như vậy mình lời một đồng, rồi nhiều người cứ 500 người vô mua thì mình lời 500 đồng, trong khi đó cái ông kia ông để giá cao vậy ông không kiếm được tí luôn, 20-30 đồng nữa đừng nói chi mà kiếm 500 đồng, trong khi đó ông để cao chót vót, đúng không? Không ai đụng tới. Thì đâm ra coi cái người nào lợi, có phải là cái người này mặc dầu họ bán rẻ nhưng mà nhiều người mua tới thì vẫn là lợi hơn là cái người vẫn đứng để cao cái giá. Thì cái ý có nghĩa là ăn ít no dai quý vị nha. Thì được, chính vì vậy mà họ vẫn phải cho tiền ra vô để họ họ xin lợi. Với lại một phần nữa, có hồi sáng cũng có mấy người khách của Thông hỏi nếu tiền lời lên vậy chắc là nhà cửa sẽ xuống anh ạ. Theo cái tình hình này nó lại bị huyển chuyển từng tháng, mỗi lần nó la cái tiền lời nha. Theo thì Thông nói cái này quý vị cũng chán mà nhưng không phải lặp lại để Thông giải thích cho quý vị. Theo cái kinh nghiệm Thông thì ba cái: người mua không cần, người bán này nhiều, interest rate cao thì nhà nó sẽ mới sẽ bị crash, mới sẽ xuống. Bây giờ đó, nhà thì lên cũng gần sắp nhiều, cũng nhiều hơn ngày xưa, cũng chưa đủ là nhiều lắm mà cũng nhiều hơn ngày xưa, thì người mua lại dừng, nhưng tiền lợi thì lên chút xíu thôi, chưa lên, chưa đủ lên mà mạnh để đến nó nổi mà người ta dừng luôn. Nên nếu mà tiền lời nó cứ giữ như vậy hoài thì cái sự chi đón của Thông, nhà cửa nó sẽ crash, nó sẽ thích, nó sẽ lâu hơn chút xíu nữa, thì rất là cuối năm nay hay giữa năm sau bắt đầu mình sẽ thấy cái nhà nó sụp, thấy rõ hơn. Nhưng mà có thể nó thích đến cuối năm sau mình mới có thể thấy, tại vì cái tiền lời, ngoại trừ nếu mà chính phủ vẫn không kềm hãm được cái sự lạm phát mà để cho cái suy thoái nó trở thành, thì đó là một cái vấn đề khác. Vừa người mua mà người mua không mua, người bán thì bán nhiều, mà suy thoái kinh tế cộng với suy thoái kinh tế để lắp lại cái tiền lời thì nhà cửa nó vẫn xuống. Tại vì cái suy thoái nó rất là nguy hiểm quý vị. Suy thoái là có nghĩa là sao? Công ăn việc làm không có, dân chúng không có tiền, không chi tiêu. Mà hiện tại á, cái GDP của nước Mỹ trong hai cái nguyệt liên tục liền lại bị âm, là đi xuống. Mà nếu mà cái tam cá nguyệt thứ ba kỳ tới mà vẫn âm nữa là không nghĩ là cái suy thoái nó đã, mình đã bước vào cái suy thoái rồi. Thì có nhiều người hiện tại đang suy nghĩ là mình đang trong suy thoái, còn Thông thì Thông chưa, mình sắp sửa thôi. Thì có mỗi người mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Thì thực sự quý vị thấy bây giờ mình không cần biết tính đâu xa xôi, theo cái interest rate nó lên thì có nghĩa là mình cứ nghĩ interest rate lên ảnh hưởng tới buyer mà không mua nhà. Nhưng thật sự đó, quý vị, mình chỉ nhìn, mình không cần biết nghĩ đâu xa xôi nha, mình chỉ nghĩ những cái khu vực, những cái khu mình ở đi, local của mình ở. Thật sự ai cũng nói là kinh tế sao nó giống như ảm đạm nhất. Nhưng thật sự mình đi ra ngoài không, mình coi thử nha,
tình hình mà cái số lượng đi du lịch ngày càng nhiều, du lịch ở đâu ra, phải có tiền họ mới đi du lịch đúng không, họ phải an cư rồi họ phải có công ăn việc làm, họ phải có bất cứ cái gì dư giả họ mới dám đi du lịch. Tình hình du lịch đi vẫn nhiều ha. Rồi sao xung quanh mình đi ra ngoài đường thử coi, những ngày cuối tuần hay những lễ lọc, những cái hàng quán rất là đông, get like đông rất nhiều, những cái shopping bây giờ cũng là nhiều, thì đâu ra chỉ phải có tiền mà mới đi ra mình chi tiêu. Vậy chứng tỏ cứ nói là tình hình suy thoái kinh tế, nhưng mà tại sao tiền đâu họ vẫn xài? Để Thông giải thích cho thêm, để Thông giải thích cho quý vị theo cái cách nhìn của Thông nha. Cái cuộc sống của Mỹ á, họ sống bữa nay, họ tính bữa nay chứ họ không tính tương lai, họ không tính xa gì xa dài. Bởi vì quý vị còn nhớ 2 năm về trước không, mà Covid xong, thậm chí tiền 401k của những người đi làm chính phủ cho họ lấy ra mà có trả thế trong vòng 3 năm, rồi cái tiền mà penalty ấy, quay ra luôn. Đây, người cái tánh người Mỹ ngộ lắm quý vị, cuộc sống người Mỹ cũng tốt, không thấy cũng tốt. Họ lấy được là họ lấy xài là họ lấy. Rồi tiền nhà mà lên, họ lấy được á, họ cũng lấy equity ra, tiền nhà ra, refinance lại, lấy ra lấy này, họ xài thỏa đáng, họ không biết ngày mai. Nên những cái tiền đó, tiền du lịch, tiền này nọ đó, họ vẫn còn, lúc họ lấy họ vẫn còn. Nhưng đợi thêm chừng 3 tháng đến nửa năm nữa, cái tiền đó mà nó cạn rồi đó, đầu á mới biết. Cái thật sự bây giờ nó lại khác quý vị nha, để ý đi. Tại thật sự thì cái đó là cái cách sống của người Mỹ đúng không? Nhưng mà ngoài ngoài cái cách sống của họ, thật ra họ họ cũng biết, họ cũng đã sống, họ sinh sống ở đây. Cái giống như là cái truyền thống của họ biết. Cho dù họ như thế nào, có cùng đường thế nào cũng có chính phủ bảo kê. Đúng không quý vị? Chính phủ bảo kê có nghĩa là sao, thì chúc Trương nói dùng việc thôi, mình quay phè. Theo tiếng Việt mình thôi, chứ thật ra đúng không, nếu như mà mình lôi coi mình mất việc làm, mình xin Medicare gì đó, xin housing, rồi xin food stamp, tại sao chính phủ vẫn còn lo lắng cho mình? Chính vì vậy cuộc sống của những người Mỹ họ cứ an nhiên tự tại, họ cứ enjoy sống đâu làm như thế nào, cứ enjoy lúc đó chứ không cần biết ngày mai như thế nào hết. Đó là cái cuộc sống của họ. Còn cái cuộc sống Á Châu mình thì cho dù là biết là mình cũng có thể không có việc làm, xin tiền thất nghiệp, xin tiền chính phủ, tiền này tiền kia, nhưng mà có cái là giống như cái cách sống của mình nó vô trong máu rồi quý vị. Mình hay để dành tiền, Á Châu mình hay để dành tiền, không những cho mình mà con cháu gì sao. Thậm chí mình cái đời của mình đi làm rất cực khổ, có mười mấy đồng một giờ, nhưng cũng ráng mua căn nhà để sau này để làm của cho con, đúng không? Không những một căn hay gì đó của cải gì ấy, cho con tiền đao nhà, mua nhà. Thì quý vị thấy chính vì vậy mà thật sự hiện tại quý vị thấy cái vấn đề mà nói mà suy thoái kinh tế thì chú Trương thấy cũng họ cứ nói như vậy, nhưng mà mình cũng không biết khi nào mà nó suy thoái đến mức nào, đúng không? Thì mình cứ thấy nói hoài bao nhiêu năm nay giảm xuống thì cũng không giảm, mà nói mà nó bị trầm trọng thì cũng chưa thấy quá trầm trọng, đúng không nè? Tại mình cũng không biết cái lúc thì họ nói thế nào, bây giờ cũng đỡ đỡ chút rồi, tình hình kinh tế cũng đã đỡ rồi, vài bữa mình lại nghe tin tức nó nói ôi lại bị lên tăng lên bao nhiêu phần trăm. Mình cứ thấy tới lui hoài. Nhưng mà cái thực tế, cái quan trọng là mình sống, mình để ý cái khu local của mình coi nó có bị ảnh hưởng hay không, đúng không ạ? Bây giờ á thì theo cái lời khuyên của Thông á, theo Trúc nói á, là không biết nên tin này không nên tin. Cuộc sống của Thông á, lúc nào Thông cũng nghĩ cái mặt trái trước hết. Để cái đó làm sao? Để mình nghĩ được cái mặt trái thì mình mới thủ được. Lúc mà nó xảy ra thì mình đã biết nó xảy ra. Còn nếu mà nó không xảy ra đó thì mình cảm ơn. Thì bây giờ nếu như vậy thì mình cứ bớt chi tiêu đi. Thì mình để dành được nhiêu để dành. Rồi cái nào cần dùng thì mình mua, còn nào không cần dùng cũng như delay, gọi là xài được nhiêu rồi xong, nếu còn xài được thì xài, hay là nếu mà mình vẫn được thì mình giờ giờ là
năm sau năm tới mình mua cũng được, cũng như một cái sofa, cũng như trong gia đình nhà không lẽ sofa cũ rồi nó cũ thôi nó cũng chưa hư, không lẽ bây giờ mình nếu tình hình bình thường thì mình thay rồi đúng không, bây giờ tình hình khó khăn thôi xài đi, để năm tới thì tình hình nó coi sao, rồi nếu được trời tan mây lạnh tạnh thì ok mua cái mới, thì cái đó cũng cũng cái tốt nha các vị. Thì mình cứ thủ đi, thì rồi nói về lại về nhà cửa, thì bây giờ nhà cửa như vậy, nếu mình có khả năng mình nghĩ cái căn nhà đó mình mua, mình trong khả năng của mình không nhắm mắt cũng ok thì mình mua, tại sao mình không mua. Còn nếu mà mình cảm giác cái căn nhà đó bây giờ mình hiện tại mình không cần thiết lắm, mình thuê cũng được, hoặc là cái khả năng mình không không có suy nghĩ đến thì mình cứ đi mướn, thì để coi tình hình năm hai năm ra sao thì đầu mình quyết định, cũng không giống sớm muộn mình cũng vẫn mua, mà mình mua trong cái sự an bình an tâm là cái đó cái quan trọng như vậy. Thì giống như cho thông trần người nói đó là rất là đúng quý vị. Bây giờ quý vị thật ra đó mình nói về vấn đề nhà cửa đó thì mình thấy như 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 một thời gian qua đó quý vị thấy mặc dầu nhà lên in trực đây lên người mua vẫn mua. Cái lý do chính là cái lượng nhà cho dù có lên thị trường hay hoặc có xây thêm vẫn không đủ cái số lượng mà người ta đang cần nha quý vị nha. Quý vị nên nhớ cái như một mình thường biết đó là cái đất nó không có sinh ra đúng không, mà con người ta cứ sinh ra hoài đó, mà thậm chí thời trong cái thời buổi hiện đại này đó, người ta sống rất thọ nữa chứ không có mất sớm đúng không, thì cái lượng người già người bệnh người mất đó, nó không nhiều mà người sinh ra lại nhiều hơn đúng không, thậm chí là người thân mình bây giờ ngày xưa mình thấy cái tuổi trẻ đó những cặp vợ chồng trẻ họ giống như có Sáu muốn có nhiều con nha, nhưng mà dạo này á chính bạn bè người thân cháu chắt mình trong nhà mình thấy cũng ít nhất ba bốn đứa trở lên chứ hai đứa cũng chưa đủ quý vị, cảm thấy nội mình thấy những cái xung quanh mình thôi nay bữa trong gia đình mình thôi cứ mỗi người anh chị em mà cứ thêm một hai đứa con rồi mình nghĩ coi những thành phố khác những tiểu bang khác cả toàn nước Mỹ tất cả đều nhiều người như vậy đất thì lại không sinh ra, thì chính vì vậy cái nhà quý vị thấy cái nhu cầu nhà cửa lúc nào cũng cần lúc nào cũng còn hiếm lúc nào cũng còn còn kiểu mà không thể nào đáp ứng đủ nội những cái builder mới bây giờ cho quý vị thấy không, bây giờ cái nhà họ xây không như ngày xưa nữa, không phải xây mà một tầng hai tầng họ xây 3 tầng để làm gì, họ tiết kiệm cái space để xây thêm những căn khác tiết kiệm nữa đất đó, để xây tiết nó kiệm space đó để xây thêm nhiều căn khác thay vì hồi xưa một cái lô đất đó họ xây chừng 4 5 căn đi, bây giờ họ làm thành nhiều tầng kiểu vậy họ xây được mười mấy 20 căn mấy chục căn, thì quý vị thấy có nghĩa là cái nhu cầu nhà cửa rất cần lúc nào cũng cần hết, thành ra nếu như mà quý vị nghĩ mình không cần biết thời điểm nào miễn sao mình mua cái này là giống như một cái câu mà lúc nào Trúc Trương và Thông Trần cũng đều lặp đi lặp lại, không phải là xúi giục quý vị hay là ép buộc quý vị phải mua nhà, nhưng mà lúc thời điểm nào mình mua ở mình cũng mua được miễn sao mình mua làm sao đúng khả năng mình trả tiền mortgage hàng tháng là mình cứ mua, không cần biết interest rate cao hay nhà cao nhà thấp gì mình good location mình vẫn mua giá cao không sao luôn, mình miễn sao là cái location đó mình biết được. Hồi xưa mình cũng nghĩ là có nhiều người hồi xưa họ cũng nói là họ mua cao đó, cái giá cao nhưng mà quay đi quẩn lại 5 10 năm sau cái nhà mình nó đã trị giá nó đã lên cao nhiều rồi. Gấp Nếu đôi, mà gấp đôi. tại vì cái good location mình không sợ nó mất giá nha quý vị ha, chứ mình đừng có nghĩ ồ tôi mua rồi khi tôi canh canh mua rẻ thật rẻ, nhưng thật ra khi mà cái rẻ đó chỉ là những cái khu không có tốt thôi, những khu mà không có tốt sau này không có phát triển thì mình mới thấy họ rẻ thôi đúng không, khi nào bởi vậy thành ra chính vì vậy mình mua miễn sao đúng cái giá đúng cái khả năng mình trả thì mình không phân lời cao thì sau này quý vị có thể refinance lại đúng không, không có gì mà ngại hết. Mà quý vị nhớ những khu tốt là những khu income nó là cao, mà những cái income rất cao là sao, là những người người ta có bằng cấp với lại người ta làm ăn được lắm người ta mới dọn vô chỗ đó, thì những cái đó là những người mà có cũng như là
cái income nó là vững vàng, nên họ ít khi nào bán lắm, ngoại trừ đối đỉnh lắm. Còn những cái khu mà lô chút xíu là những nhân công, là những người đi làm job làm bữa nay ngày mai thất nghiệp thì nó sẽ lên xuống hàng ngày, đúng không? Còn những cái đó là người ta ở đâu nó chết đó. Nhất là khu Á Châu của mình á, nếu mà khu Á Châu nào mà mắc tiền, người ta nhớ câu người Việt Nam mua nhà là gì, mua cái chỗ ở định cư mới an cư lạc nghiệp, an cư lạc nghiệp mới đi đến đi làm phải có một căn nhà rồi mới làm ăn đó. Còn Mỹ thì khác, đi làm ăn xong mới mua nhà thì không nói như vậy đó. Thì bây giờ nói tóm lại, không cần biết như thế nào, quý vị chỉ cần nhớ một điều á, là không cần biết seller market hay là buyer market, không cần biết, chính phủ họ vẫn lời, đúng không? Quý vị cứ nhớ đi, seller market hay gì á thì bán cái nhà giá rất cao, rồi quý vị mua giá cao thì quý vị đóng property tax cao, đúng không? Còn người ví dụ như lúc rẻ đi, người ta cũng mua được nửa loan apply cả đám gì á, thì họ cũng từ phải trả thuế, đúng rồi, trả thuế rồi mấy cái tiền lệ phí này đủ thứ á, cái gì họ cũng nói chung là cái gì cũng gom vô chính phủ hết. Chính vì vậy mình không có cần thiết với vấn đề mình nghĩ chi xa xôi, mình chỉ cần biết nếu mình muốn mua được căn nhà để làm một cái căn nhà mơ ước để mình ở, thì miễn sao mình mua đúng khả năng mình thôi, chứ còn mình nghĩ xa xôi gì cũng vô chính phủ vòng vòng là họ cũng lấy tiền thuế má, tiền lệ phí này kia thì cũng vô tay họ. Bởi vậy không nói tại sao người ta lại thích đầu tư vô Mỹ là vậy đó. Mỹ đó không bao giờ để tiền nằm một chỗ á, nó cứ chạy 24/24, vẫn chạy hoài. Bởi vì Mỹ không khe, quý vị cứ lấy tiền quý vị gửi đi về nước khác, gửi về nước mình, gửi vậy nè, họ biết cái tiền đó sau này cũng trở lại họ, giống như là họ gọi là cash flow. Bởi vì kinh tế của Mỹ lúc nào tại sao nó mạnh nhất trên cái thế giới, tại vì nó biết điều hành cái tiền, biết làm cho tiền mình nó chạy, nó work vậy đó. Làm bởi vậy nên quý vị mà đầu tư vô để Mỹ là quý vị cứ ăn thật. Thậm chí mà quý vị thấy không tin ha, nếu ai mà có làm mà nhiều tiền đi, đúng không, mình bỏ vô nhà băng cho quý vị thấy ha, mình bỏ tiền vô nhà băng nhiều quá đi, cái họ cũng sẽ gọi mình nói ủa sao tiền anh chị để nhiều quá, anh chị không đầu tư đi, đúng không? Hoặc là đầu tư này đầu tư kia, rồi mượn thêm nợ, hay hoặc thậm chí mà họ mà chắc ra biết cái nhà mình pay off rồi, họ nói xong lấy equity ra mua căn khác đi, mượn nợ mình mua căn khác. Như mình nghĩ coi, thí dụ như mình cứ nghĩ là mắc công là cho mượn nợ, biết nó có tiền nó trả mình không, cũng ở bên Mỹ lại khác, mượn đi tôi cho mượn nhà băng á. Nếu vị nhớ nhà băng mà cho chị mượn á, quý vị mượn là họ lấy tiền lời nợ, lời họ tiền của quý vị mà bỏ vô á, họ cứ bỏ vô saving, họ đầu tư tôi đi, họ cho quý vị chút xíu, nhưng họ lấy tiền của quý vị họ cho người khác mượn, họ đầu tư họ lời gấp trăm lần, bởi vì họ biết cái cách khổ lắm, Mỹ nay lắm, cái tiền nó chạy hoài, cứ ngộ cách điều hành của họ rất là hay, rất là thông minh quý vị nha. Thì đó là tất cả những gì mà chú Trương và Thông Trần chia sẻ, ngoài tin tức với những cái ý kiến cá nhân. Rồi ngoài ra thì quý vị cũng có thể comment vô những cái ý kiến của chính mình. Cái đây đó là cái kênh này, mình không muốn biết đúng sai nha quý vị. Là thành ra mình đừng chỉ trích nhau, tại có mỗi người mỗi ý kiến, mỗi cái suy nghĩ khác nhau, mình chỉ chia sẻ thôi. Mình cảm thấy mình thích hợp, phù hợp hay hoặc mình thích cái ý kiến của người này người kia thì mình áp dụng theo cái từng hoàn cảnh của mình. Thì chú Trương và Thông Trần không có muốn là mình bàn thảo rồi mình tranh cãi nhau rồi kiểu mà mâu thuẫn, không phải vậy nha quý vị, chỉ chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân. Thì mỗi người đều có những cái ý kiến riêng. Xin cảm ơn quý vị và chú Trương và Thông Trần xin chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Nhớ subscribe cho chương trình để có thêm nhiều video mới hay hơn nha quý vị. Thông cũng chúc quý vị có một ngày niềm vui và nhiều may mắn nha quý vị. Bye quý vị.